Vài năm trở lại đây, đầu ra của đũa tre ổn định, người dân quay lại với nghề nên nghề ngày càng phát triển. Còn cái đồ anh em rồi gì kia nọ đó, mấy người lớn tuổi đa số là lớn tuổi là làm đũa này không à. Lớn tuổi rồi cái mình đi mận cho người ta cũng đâu có nổi. Thành ở nhà làm bậy bạ nó vậy, đi mua tre làm bậy bạ nó kiếm đồng lẻ sống hàng ngày. Ngày kiếm trong ngoài 200 ngàn à. Điểm độc đáo của đũa tre ở Tân Long là hoàn toàn không tẩm hóa chất và tất cả các công đoạn làm đũa đều được làm bằng tay. Từ việc mua tre, lựa những cây tre đẹp đến việc phân đoạn, chuốt đũa đều được làm bằng tay. Chính vì thế, đũa tre của làng nghề nơi đây làm ra rất được thị trường ưa chuộng. Bằng đũa này thì đi đống tre, về rồi cưa ra, rồi chẻ, chẻ rồi gọc, gọc bốn cạnh rồi đưa vô bào, bào rồi xe đầu, rồi bỏ lại mới đi bán được. Cái chiếc đũa là cái thịt nó xuôi mà mình đưa vô cái máy, coi như nó xé tròn vậy không là chiếc đũa phải ra lao đồ lại, công đoạn nó quá lâu. Nên bây giờ mình làm thủ công, mình làm vậy đó, tự bằng tay mình làm ra. Trung bình mỗi tháng, làng nghề nơi đây cung ứng cho thị trường hơn 300 thiên đũa tre với giá bán 1 thiên 5 triệu đồng. Trừ hết chi phí đầu tư, mỗi hộ cũng thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Dẫu trải qua bao thăng trầm, làng nghề đũa tre ở xã Tân Long vẫn trụ vững. Không chỉ đem lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần gìn giữ và phát huy một nghề truyền thống.